Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn và giới thiệu các bạn dự án Croppy Financy. Đây là một cái dự án IDO ở trên nền tảng con Solanium. Thì dự án này chúng ta vẫn sử dụng mạng Solana các bạn nhé. Thì yêu cầu các bạn sẽ phải có một cái ví gọi là ví Solet. Thì bạn nào mà chưa có ví thì các bạn đăng ký ví Solet cho mình nhé. Trên kênh của mình thì có một cái video để hướng dẫn các bạn đăng ký ví. Bạn nào mà chưa có thì các bạn search trên video trên kênh của mình có nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ phải connect đến một cái ví, thì chúng ta sẽ chọn ví web hoặc là chúng ta sẽ chọn ví Solet ở trên đây, trên trình duyệt hoặc là trên web đều được nhé. Bạn ấn connect này. À, nó sẽ hiện một cái ở đây này, Upro ở đây nhỏ nhỏ. Mình quên. Các bạn ấn vào đây, các bạn ấn vào Register Wallet nha. Mọi người tích vào đây và ấn vào Register Wallet này. Ủa, nó bảo sao vậy? À, vượt captcha nữa, mà bố mày. Captcha thì mày bảo captcha mẹ đi, tự dưng lại đơ ra. Không biết cái tàu ở đâu luôn. 1, 2, 3, 4. Đấy, tàu. Rồi, ok. Con này thì trái cho các bạn ví các bạn nha. Đấy. Các bạn staking cái Slim thì cái sẽ được thêm tiền này. Sẽ được thêm về. Được thêm tiền chứ. Ok, ở đây thì các bạn sẽ đầu tiên là các bạn sẽ join Telegram nha. Telegram này, join Telegram của Solanium nữa là hai. Các bạn bật cái hôm trước mình có làm rồi. Slim rồi. Để mình ấn Slim trước nha. Để mình ấn Slim trước nha. Chưa hả? Hay mình do ở đâu nhỉ? Đây hả? Cũng không. Rõ ràng hôm trước mình join stream ở đâu nhỉ? Đây hả? Có join một lần rồi đấy mọi người. Làm rồi mà. Không à? Thôi thì join đi. Trời ơi, nó bị đẩy liên tục không biết là sao nữa. Join nhé các bạn ơi. Quay lại đây mọi người join cho mình cái nữa này. Rồi, hai cái xong rồi nhé. Mọi người tắt đi, các bạn ấn Next Step. Rồi. Nó sẽ check nha các bạn nhé. Tại vì hôm trước mình đã theo rồi. Đấy, theo dõi Twitter này. Các bạn ấn vào Flow cái này. Tiếp theo là next step, mọi người follow cái này nữa là hai. Next step. Follow cái này. Là ba. Cover này thì hình như mình đã follow rồi. Tiếp theo là đến cái này. Mọi người cũng follow luôn. Solanium thì mình cũng đã follow rồi. Quay lại ấn Next Step. Red Twin Link nhỉ? Mọi người Red Twin cái này nhé. Bài viết này. Đây, like này. Red Twin này. Ấn vào View này. Copy lấy link này. Mọi người dán vào đây. Submit.
Rồi nó thể tích V cho các bạn thì các bạn sẽ nhận được social media, các bạn sẽ nhận được 5 vé nhé. Nếu mà trúng cái dự án này thì mọi người sẽ được nhận mua trước cái dự án CRP nhé. Chúng ta sẽ nhận được mua trước. Đấy. Ok, link mình sẽ để ở bên dưới video nhé. Đây, cho các bạn cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn này của mình nhé. Thì những cái dự án bán ở trên Slim này thì cũng nhân 2, nhân 5, nhân 10 tùy nhé. Tùy những cái dự án. Và chúng ta sẽ sử dụng mạng Solana, cho nên là mọi người nếu mà trúng wallet thì mọi người sẽ phải có Solana ở trên ví để mọi người mua. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.